Xin chào tất cả các anh chị em. Hằng đang chứng kiến con tàu Uline, con tàu thương mại ở Beirut. Và hôm nay thì Hằng rất là vinh dự khi mà được từ hôm trước bây giờ, hôm nay thì mới nhìn thấy tàu Uline chạy các anh chị ạ. Hằng sẽ quay sang cho mọi người để nhìn thấy tận mắt nha. Mọi người ơi, mọi người hãy thả tim cho mình Hằng đi ạ. Thả tim và chia sẻ like cho mình Hằng đi. Hằng sẽ quay lại cái thước phim và cầu truyền hình trực tiếp về cho cả nhà mình nhìn thấy. Con tàu Uline đã đến dần rồi các anh chị ơi. Xin chào mọi người. Mọi người ơi, mọi người có nghe rõ livestream của em Minh Hằng không ạ? Mọi người nghe rõ thì mọi người hãy thả tim, thả like cho Minh Hằng và chia sẻ livestream này cho Minh Hằng đi ạ. Đấy, đây là con tàu Uline đang tới rồi các anh chị ơi. Bên kia xa xa con tàu Uline đang tới rồi các anh chị ạ. Rất là vui khi mà ngày hôm nay Hằng có mặt là ngày thứ 6 ở bên này rồi. Và ngày hôm nay thì đoàn mình cũng rất là may mắn khi bây giờ đang di chuyển đi ra cái khu vực mà gần trung tâm công nghệ. Và đang trên cái quãng đường di chuyển thì hôm nay mình được nhìn thấy con tàu Uline vàng, con tàu màu vàng đấy chạy đấy ạ. Các anh chị nhìn thấy chưa ạ? Bên xa xa kia nhá. Mọi người chia sẻ live stream cho mình Hằng đi. Chào Khay nhá, xin chào Nguyễn Hạ, chào Trần Chính Hạ. Đấy, mọi người hãy chia sẻ live stream cho mình Hằng đi để mọi người nhìn thấy con tàu thương mại trên mảnh đất Beirut này các anh chị ạ. Đấy, và Hằng rất là vinh dự khi được ngày hôm nay được nhìn thấy mẫu tàu Uline chạy. Hello, xin chào, mọi người nhìn thấy con tàu chạy chưa ạ? À, người nhìn thấy tàu chạy chưa? Rồi, em sẽ quay xem này cho mọi người nhìn thấy nha. Đây, địa điểm tiếp theo, quay sang tàu đang chạy rồi đây. Những thước phim vô cùng tuyệt vời về cho các anh chị ạ. Đây, tàu chạy rồi, em chào chị Huyền Su. Ngày nào em Hằng cũng là một ngày may mắn, cũng là một ngày vui các anh chị ạ. Rất là vui, rất là nhộn nhịp khi mà hôm qua thì cũng được vào trung tâm thương mại, trung tâm công nghệ của mình đi thăm lại bảo tàng. Xong lại còn được trải nghiệm, xong lại còn được ngắm tàu khi mà các kỹ sư đấy đang làm việc, thuê một diễn viên. Thêm một diễn viên rất là xinh đẹp và bế một con mèo xong rồi là chụp ảnh ở trong tàu ấy. Thì đoàn mình cũng được trải nghiệm và cũng được chụp ảnh, cũng được ghi lại những thước phim đó. Và ngày hôm nay cũng là đặc biệt các anh chị ạ. Đang đi dạo ở bên đường ray xong rồi cũng được nhìn thấy con tàu đang chạy nghiệm thử đi ra lại, đi về là đi ra đấy. Đó, điểm cuối, Hằng ở điểm cuối các anh chị ạ. Em ở điểm cuối, em nghỉ dưỡng ở điểm cuối các anh chị ạ. Đó, đã chia sẻ, cảm ơn bạn Khay rất là nhiều, cảm ơn các anh chị em. Đó, bây giờ thì mình sẽ ngồi đây để chờ con tàu quay lại nhá. Đấy, các anh chị nào muốn lên livestream cùng với em Hằng không ạ? Nhà mình muốn livestream cùng với em Hằng thì mọi người ấn mời nhá. Ấn mời xem nhá. Chị Huyền Su về đến nhà khỏe cho chị. Đoàn mình, tất cả mọi người đều bình an cho chị nhờ. Nên em mời mọi người lên livestream cùng với em Hằng nhá. Đây, đợi lát nữa tàu Uline sẽ quay trở về các anh chị ạ. Đấy, và các anh chị biết rằng khi mà chúng ta nhìn thấy tận mắt sản phẩm của mình, đó, tàu chạy liên tục hàng ngày để thử nghiệm đúng không ạ? Và cải tiến. À, đây, trở lại anh. Đây, để em đi xịt sang bên này cho mọi người xem. Đây, cho mọi người xem con tàu quay lại nha. Con tàu quay lại nha. Xin chào chị Kiều Anh. Xin chào tất cả các anh chị em. Xin chào Hồng Phi, đây con tàu Uline thương mại đang chạy về rồi đây. Thật là hạnh phúc và tự hào khi mình là một phần công nghệ này các anh chị ạ. Nhà đồng sở hữu công nghệ. Và đây nó cũng giống như một cáp treo thôi, nhưng mà nó khác biệt và nó có cái sở hữu trí tuệ của ngài chủ tịch, nên là cái chi tiết của con tàu này nó rất là gọn nhẹ, thanh mảnh. Đó, êm lắm, không nghe tiếng ồn gì đâu các anh chị ạ. Tiếp theo nha, lại quay sang đây nha. Đây, hôm nay mới nhìn thấy tàu chạy và quay lại thông tin cho anh chị em, cầu truyền hình trực tiếp về cho anh chị em luôn. Ui, tuyệt vời quá. Bây giờ tàu đi qua rồi, bây giờ là em sẽ di chuyển lên trên này để cho mọi người xem nha. Chuyển cho mọi người xem. Ôi, em bảo là đoàn mình rất là may mắn luôn ấy,
Bởi vì ngày hôm qua thì mình cũng được đi lại bảo tàng, xong là lại được chứng kiến. Hôm trước thì mình ngồi lên tàu mình đã cảm nhận rồi, và ngày hôm qua thì mình lại ngồi đứng ở dưới, mình lại quay lại những thước phim ở thử tàu đấy, vô cùng tuyệt vời luôn. Ừ. Đấy, hôm nay lại được nhìn thấy con tàu Ulai nữa. Đó, đây là sau Minh Hằng đang làm một cổ đông. Anh có thể chia sẻ trên từng livestream Facebook của em đi Minh Hằng được không? Anh cứ đọc phát của anh đi. À, anh đang phát à? Anh cứ đang phát. Anh đang phát thì anh chỉ live trong nhìn cái này. Đến thương vụ này thì đừng nghi ngờ gì nữa, hãy hành động thôi. Anh chia sẻ rằng hãy hành động thôi, không còn phải nghi ngờ gì nữa, bởi vì là cái gì mà chưa làm được ở ngoài thì ở đây sẽ lấy lại cho các bạn tất. Ở đây sẽ mang lại hết cho tất cả bạn thành công. Có thể ở ngoài đời có thể vấp ngã rất nhiều, nhưng mà vào đây thì các bạn sẽ được đứng dậy và đỉnh cao sẽ chờ đón. Đây là đỉnh, khi mà chúng ta đi đầu tư là cái ô đầu tư là cái ô đỉnh cao của việc kiếm tiền các anh chị ạ. Chúng ta làm bất cứ một công việc gì thì chúng ta cũng mong muốn đều đi kiếm tiền đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta lựa chọn một cái kênh đầu tư nào mà sẽ giúp anh chị bớt thời gian của mình, thậm chí là 10 năm, 20 năm để đi kiếm tiền. Nhưng mà chỉ cần anh chị em lựa chọn vào đây là một cái lựa chọn vô cùng đúng đắn. Chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian của mình đi làm các anh chị ạ. Và những cái thời gian về sau này của mình, chúng ta sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình của mình, cho con cái của mình, cho xã hội và cho những cái điều mà chúng ta ước mơ, khát khao mà chúng ta chưa làm được thì ngay nơi đây chúng ta sẽ có thể làm được. Chào chồng em. Cho em bấm mờ đi, bấm mờ đi. Em đang di chuyển này, em vừa quay tàu Ulai cho mọi người xem này. Ôi dồi ôi, đi tóc bay tơi tả. Nhưng mà vui lắm. Xe ra sau. Xe nào. Hàng ngày thì vẫn có các đoàn xe du lịch, người ta đến, người ta vừa đi du lịch này, người ta vừa câu cá thì bên trong đây là đường dây này. Đấy. Bên này thì là câu cá. Đấy. Cho mở ấy đi. Em bấm mời nhá. Tàu online chạy nữa nhá, để cho mọi người ngắm kỹ lại nhá. Đấy, ở bên dưới thì nghe thì rất là không có tiếng ồn mấy đâu cả nhà mình. Xin chào Việt Nam. Vâng, Việt Nam xin chào Belarus nha. Và đây là người yêu của em Hằng. Ở nhà đang bị mất điện, hôm nay đang bị mất điện này. Em đang đi. Vừa cầm đồ vừa có thể livestream cho mọi người. Đấy. Chạy anh cảm như nào khi mà anh nhìn thấy vợ của anh ở bên trời Âu, và đặc biệt nhất là ở nơi mà anh đã đồng hành cùng với doanh nghiệp của mình trong suốt 4 năm qua. Thì anh yên tâm hơn, nhìn vợ đi như thế này yên tâm hơn. Cũng mong muốn làm anh sao. Anh nói to nên em không nghe rõ đâu. Nghe rõ không? Em chào bác Đông nha. Em chào bác Đông. Xin chào cả nhà mình. Chào ở nhà bây giờ. Anh Lục, chào người... chị Anh Đào. Chị Anh Đào cũng mới đến có chuyến Eco Techno Park anh chị ạ. Chị Đào thì đang hoạt động tại bên Nhật mà chị cũng đã về cách đây mấy hôm rồi. Rất là tuyệt vời luôn. Mà khi mà đến đây không chỉ có đoàn Việt Nam đâu anh chị ạ, mà có rất là nhiều đoàn quốc tế này. Có anh Quang ở Mông Cổ cũng đến này. Chị Tuyết ở Đài Loan cũng may từ Đài Loan về Việt Nam của mình để có thể đến tận nơi và trải nghiệm công nghệ của mình và khám phá khu vực ở đây. Đây em cho mọi người xem tàu Ulai chạy này. Đâu? Đâu? Anh nhìn rõ tàu Ulai chạy không? Chưa nhìn rõ đâu. Và đường cua là sẽ dừng lại đúng không? Giảm tốc độ. Mọi người nhìn thấy tàu Ulai chưa ạ? Hôm nay là em Hằng rất là may mắn luôn các anh chị ạ. Bắc Đông Nam Lăng Hà Nội là em chưa về đây. Mọi người nhìn tàu chưa ạ? Xin chào. Em du luôn. Chạy nhanh nhỉ. Sẽ quay tàu chạy nhanh đấy. Đây. Hôm nay rất là may mắn được nhìn thấy cả tàu chạy nữa.
Rất nhiều mẫu tàu của anh chị ạ. Tàu cứ chạy như thế để thử nghiệm về quá trình chạy một năm chạy được bao nhiêu km. À, Bắc Đông đang ra Hà Nội. Khi bắt đầu sẽ dừng lại một tí đâu. Bắc Đông đang ra Hà Nội à? Vui quá, lần này được gặp Bắc Đông rồi. Anh đi cùng ai không hay có một mình anh thôi? Em cảm nhận là nó chỉ hơi xe qua một tí thôi. Đấy, không đồn đâu anh chị ạ. Rất là nhẹ nhàng. Đấy. Đấy, như cái loại Unionline này hơn cắt cao rất nhiều. Bền hơn. Chào chị Thùy. Xin chào tất cả anh chị em Việt Nam nhà mình. Hôm nay đi Hằng có mặt ở đây là ngày thứ 6 rồi các anh chị ạ. Và ngày mai Hằng sẽ bay về Việt Nam của mình rồi. Đây, xin chào mọi người tí. Xin chào. Xin chào. Chào tất cả anh chị em cổ đông Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Mình là Thoại Bùi, mình đến từ Nam Định, Việt Nam. Hiện tại mình đang đứng tại trung tâm thử nghiệm Ecotech Compass tại Minsk, Belarus. Và mình cảm thấy mình là một người cực kỳ may mắn khi mình biết đến cơ hội và sớm là quyết định sở hữu cổ phần của tập đoàn này. Vì bản chất mình biết đây là một nền giao thông thông minh được một nhà khoa học nghiên cứu và phát triển từ rất nhiều năm về trước. Nhưng mình là một con người nhỏ bé lại biết đến cơ hội và sở hữu cổ phần. Vậy thì em Thoại gửi lời chúc đến tất cả những anh chị em đã biết đến giá trị sở hữu cổ phần của tập đoàn này và gửi lời đến những anh chị em đã biết đến cơ hội nhưng chưa cho phép mình tìm hiểu. Hãy mau mau ra quyết định tìm hiểu và sớm sở hữu cổ phần của tập đoàn Unica này nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã nghe em Thoại chia sẻ. Xin chúc tất cả mọi người sớm nhận ra giá trị này. Vâng, cảm ơn anh Bùi Thoại rất nhiều. Anh Bùi Thoại là người con của Hải Hậu Nam Định các anh chị ạ. Và trong đoàn đi này của mình thì có 10 ạ. Đến đó 10 anh chị em ở Hải Hậu Nam Định nhà mình đã đi sang bên này và rất là tự hào là những người Nam Định đã có cổ phần ở trong này các anh chị ạ. Và tiếp theo sau đây chính là anh Ngọc Quý. Anh đang là người đứng đầu thị trường ở bên team chiến lược của team chiến lược các anh chị ạ. Đây anh chia sẻ cho cả nhà mình nhá. Đây anh có mũ rất là xinh và thời tiết rất là hello, ấm. Xin chào tất cả anh chị nhá. Quý đã đến từ Hải Cương, Hải Hậu, Nam Định. Trước đây anh làm gì anh? À, trước kia là mình làm một cái công việc đó là về ngành đồ gỗ. À đồ gỗ. Đồ gỗ. Khi biết đến cái công nghệ Unica này đã gần 3 năm nay, Quý đã cho phép mình được 2 lần sang bên Dubai. Và lần đầu tiên trong đời mình đã có mặt tại đất nước Belarus, một đất nước châu Âu xinh đẹp. Và đây thì các anh chị đã được chứng kiến được cái con tàu Unica. Con tàu Unai. Unai đang chạy trên đường thử. Và thật sự là khi mà sang bên này thì Quý cảm thấy vô cùng vỡ òa. Khi mà mình tới Dubai thì nó chỉ có một ở nơi đó chỉ có 28 hecta thôi này ạ. Anh chị ạ, nhưng mà sang bên đây thì nó là một cái quần thể gấp 10 lần đúng không? Có nghĩa là theo các chị ở đây nói là ở đây nó lên tới là 162 hecta các chị ạ. Nó có rất là nhiều nơi để mà mình đi và mình trải nghiệm. Và đến đây thì mình biết là ở nhà mình chỉ nghĩ đó nó là một cái tuyến tàu của mình thôi. Nhưng mà sang bên đây thì mình được thăm rất là nhiều nơi, nào là nông trại, nơi khu phức hợp, rồi là ngôi nhà Eco House, rồi nơi câu cá, nơi giải trí, có nghĩa là có rất là nhiều những nơi để mà mình coi như là được trải nghiệm. Và thật sự mình biết là khi mà mình đến đây thì biết là cái công nghệ của chúng ta quá là tuyệt vời. Và chị đã được chứng kiến con tàu Unionai đang chạy trên đầu của chúng ta đây các chị nhé. Xin chào. Đó, con tàu đang chạy trên. Xin chào, mọi người nhìn thấy tàu chưa ạ? Xin chào. Chị có thể thấy không ạ? Đấy. Thì đây cũng là một cái minh chứng là tất cả những cái số tiền mà những người tài trợ vốn vào tập đoàn công nghệ Unicai thì ngài chủ tịch thì đang vận hành rất là tốt các chị ạ, rất là tốt luôn. Chứ nên... không phải là mình đến cổ đông đấy mới diễn đúng không? Cái nào cũng làm việc. Đúng đấy. Rồi. Ở đây thì cũng có nhiều người cũng có đặt cái câu hỏi là biết đâu nhớ đâu hôm nay mình đến thì là họ mới làm, còn những ngày khác thì không làm. Kỹ sư cũng luôn luôn miệt mài tìm hiểu và chăm sóc cho những cái. Tất cả các khi mà người ta đến tàu về thì người ta cũng sẽ trải nghiệm và người ta đo những thông số kỹ thuật. Ngay chiều hôm qua đoàn cũng có cái cơ hội được quay trở lại với lại
nhà ga và được đi vào bảo tàng thì các kỹ sư người ta vẫn đang làm việc mệt mài các anh chị ạ. Vậy là minh chứng cho chúng ta là khi chúng ta không có mặt ở đây thì mọi cái kỹ sư người ta vẫn làm việc bình thường. Đó nên là chúng ta hoàn toàn yên tâm khi mình đang nắm giữ và sở hữu cổ phần của tập đoàn công nghệ giao thông lớn nhất toàn cầu trong thế kỷ 21 này. Xin chúc mừng tất cả những ai đang nắm giữ và sở hữu cổ phần của một tập đoàn giao thông vô cùng tuyệt vời các anh chị nhé. Và những ai đang theo dõi Facebook của Ngọc Quý cũng như là Minh Hằng thì hãy liên hệ với lại Minh Hằng hay là Ngọc Quý để mình có thể là biết được cái sự phát triển cũng như là biết được công nghệ giao thông này nó là gì. Có rất là nhiều người đang lầm tưởng, lầm hiểu lầm đó là chỉ là một cái công nghệ đang mô hình thôi. Nhưng mà không phải đâu các anh chị ạ. Khi sang bên này mình phải cảm nhận được điều đó. Và cái công nghệ giao thông này không những có cách đây từ năm 2014 bắt đầu hình thành ở đây. Và đến giờ này mọi thứ đã là quá là tuyệt vời rồi các anh chị nhá. Chúc mừng tất cả những ai đang nắm giữ và sở hữu. Còn những ai mà chưa nắm hữu và nắm giữ và sở hữu được thì chúng ta hãy cho phép mình tìm hiểu cái cơ hội này. Khi mà bạn Minh Hằng cũng như là Ngọc Quý chia sẻ cái cơ hội này cho thì chúng ta nghiêm túc tìm hiểu thì biết đâu đó sẽ giúp được đối với lại mọi người. Thì đối với lại những người đang sở hữu thì biết là cuộc sống sau này sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng mà những ai mà đang tìm hiểu hay là chưa biết thì hãy cho phép mình tìm hiểu. Quý tin chắc rằng sau này cuộc sống của chị, các anh chị cũng sẽ rất là tốt đẹp các chị nhá. Rồi, cảm ơn Minh Hằng. Vâng, em xin cảm ơn anh Ngọc Quý rất là nhiều, một cổ đông vô cùng tâm huyết. Và sau chuyến đi này, anh quyết định là anh sẽ sở hữu thêm bao nhiêu triệu cổ phần của UST? Thực ra thì với tài chính của mình cũng không có nhiều. Mình cũng cố gắng là sở hữu được những cái gì trong khả năng của mình có. Thì trong kinh doanh, các chị cũng phải luôn nhớ là chúng ta phải luôn luôn tiết kiệm ra, để tiết kiệm ra những cái tài chính của mình. Thì quý đọc được những cái cuốn sách của những người tỷ phú, người ta nói là chúng ta nên tiết kiệm ra từ 10 đến 20% tổng thu nhập của mình. Tức là nếu mà anh chị một tháng anh chị làm được lương 10 triệu thì chúng ta hãy một tháng chúng ta tiết kiệm ra độ 1 đến 2 triệu để chúng ta dịch chuyển sang một cái lĩnh vực đầu tư nào đó. Thì mỗi một tháng quý của chú anh chị tiết kiệm ra được như thế thì quý nghĩ là trong vòng 5 năm, 10 năm thì anh chị cũng đã tiết kiệm cho mình được rất là nhiều tài sản rồi. Đó là quý cũng đã được đọc những cái cuốn sách như thế, nên là quý cũng khi mà mình đọc được những cái cuốn sách như vậy thì mình cũng tiết kiệm cái hình thức như thế các chị ạ. Còn không ai mong muốn là chúng ta tất tay các anh chị nhé. Không ai mong muốn chúng ta tất tay cả. Mình hãy tiết kiệm ra những cái từ 10 đến 20% thu nhập của mình thôi. Em muốn hỏi anh một câu nữa được không? Anh có sẵn sàng không ạ? Tất cả các anh chị em đang xem live trên tuyến tường Facebook của em Minh Hằng và anh Ngọc Quý có sẵn sàng nghe anh Quý trả lời một câu hỏi mà có rất là nhiều các anh chị em thắc mắc không ạ? Nếu cả nhà mình đồng ý thì cũng còn mừng con số 9 cho anh Ngọc Quý đi ạ. Đấy, bởi vì chúng em đang ở bên này thời tiết rất là lạnh, lạnh lắm luôn mà tay thì rất là run rồi, nhưng mà để có những cái thước phim tuyệt vời nhất, cầu truyền hình cho cả nhà mình về cái con tàu Ulai đang chạy sắp chạy qua đây thì chúng em cũng đang chịu lạnh để chia sẻ cho cả nhà mình. Vậy thì có rất là nhiều anh chị em người thân của em rằng là mọi thứ thì công nghệ tốt rồi đúng không, công nghệ tiềm năng rồi, sản phẩm thật rồi, nhưng mà tôi đầu tư vào đây thì bao giờ tôi có tiền đúng không ạ? Đấy một câu hỏi mà rất là nhiều người mong muốn. Bởi vì sao? Bởi vì mọi người nghĩ là đầu tư hôm nay là ngày mai sẽ có luôn. Theo anh thì cái câu hỏi này, câu trả lời của anh sẽ như thế nào để cho mọi người về nhà? Bởi vì là em biết rằng là anh cũng được ngồi nghe mà tổng giám đốc anh sẽ đây nào cũng chia sẻ được đúng không ạ? Đấy, anh chia sẻ nhà mình một chút nha. Cái này thì đối với cá nhân của Quý nhận định các chị nhá, tất cả chúng ta làm cái gì cũng đó cũng thế thôi, không có cái gì mà ăn ngay được các chị ạ. Tất cả các chị có trồng một cái cây nào đó thì cũng phải, ví dụ các chị có trồng một cái cây nhãn hay là một cái cây mít thì đâu đó cũng phải là 5 đến 7 năm thì lúc đó chúng ta mới lại có được những cái thành quả đó, là bói quả rồi bắt đầu là ta mới thu hoạch, đúng không ạ? Thì tại sao là chúng ta bị mất nhiều tiền, mất tiền là lý do là mọi người có một cái tư duy làm hôm nay là mai là gặt luôn. Và chính vì điều đó nên là có rất là nhiều bị mất tiền là như vậy. Nhưng mà có nhiều người nói là cái công nghệ nó quá lâu như thế thì đến bao giờ coi như là chúng ta mới có tiền đúng không? À đang nói nhưng mà tàu lại ra rồi các anh chị nhé. Hôm nay cô Hường ơi, chị Liễu, hôm nay đoàn hôm nay thì em mới hỏi rất là may mắn khi hôm nay được chứng kiến tàu online
chạy nữa cả nhà mình ạ. À. Nên là có những cái thước phim vô cùng tuyệt vời, vừa chia sẻ cho cả nhà mình và đấy, mọi người vừa được ngắm tàu luôn. Đấy, vừa được ngắm tàu vừa chia sẻ luôn cho chị ạ. À. Đó. Cái tàu này thì đấy, sản phẩm thật của chúng ta đấy các chị ạ. À. Hình như có một lần chủ tịch cũng ngồi lên tàu rồi. Đó. Xe đi qua. Đấy, một tí. Đây, chào nha mọi người, quay tàu nha. Người ta đó, đây, tuyệt vời chưa ạ? Sản phẩm này đã chạy thật rồi các anh chị ạ. Nên là chúng ta không cần phải lo lắng, không cần phải nghi ngờ gì nữa. Thời điểm này là phải gom thật là nhiều cổ phần ngay chị nhá. À, chúng ta sẽ chuyển cầu sang bên này đi để tí nữa tàu sẽ về. À, anh em mình chào chị cho anh nhá. À, em cảm ơn chị Liễu rất là nhiều. Cảm ơn các anh chị em đã chia sẻ live stream. Cảm ơn tất cả các anh chị em. Rất là may mắn anh nhỉ, cực kỳ may mắn luôn các anh chị ạ. Đấy, ngày hôm nay lại được chứng kiến con tàu trời hưởng nắng rồi các anh chị ạ. Ngoài rất là nhiều những cái thước phim rồi. Tiếp tục chia sẻ nhá. Đang view rất là cao, tiếp tục chia sẻ cho mọi người. Đấy, bên anh Quý thì đang có 1.400 người xem rồi, và bên em thì đang có 1.900 người xem. Các anh chị ơi, hãy giúp em Hằng chỉ cần một cái ấm nút của anh chị thôi, nhưng mà có thể giúp cho những người mà còn đang nghi ngờ, còn đang sợ hãi, để giúp họ là được quyết định sở hữu cổ phần. Bởi vì mà chúng em chỉ còn một ngày ở đây nữa thôi ạ. Trọn vẹn một ngày ở đây nữa thôi là chúng em đã về Việt Nam. Và phải có khi là 365 ngày nữa chúng em mới quay lại đây các anh chị ạ. Nên là cả nhà mình hãy chia sẻ live stream này trên tường Facebook của anh Quý, cũng như là trên tường Facebook của em Minh Hằng đi. Bởi vì sao? Bởi vì là hôm nay, chỉ có hôm nay thôi các anh chị ạ. Rồi anh có thể chia sẻ tiếp câu chuyện mà khi nào mình đầu tư vào đây thì khi nào mình có lợi nhuận. Hôm vừa rồi thì Quý cũng đã được ngài chủ tịch cũng như là bà tổng giám đốc, bà đã chia sẻ với chúng ta đúng không? Tất cả chúng ta đều đã đến cái giai đoạn cuối cùng, giai đoạn thứ 10 năm rồi. Trước là cái thành quả của cái cây của chúng ta hiện giờ đã là những nó đã bói trái rồi, đã ra quả ngọt rồi. Chúng ta chỉ chờ thêm một chút nữa thôi thì chúng ta cũng sẽ được hái những cái quả ngọt đó các chị ạ, sẽ được hái những cái quả ngọt đó. Và cũng có rất là nhiều những cái câu hỏi cũng nói về cái vấn đề đó là chia cổ tức hay là lợi nhuận, thì bà chủ tịch cũng đã nói khi mà chúng ta sẽ có cái tuyến đường thương mại đầu tiên thì ngay lập tức là chúng ta sẽ đóng lại huy động vốn luôn các chị ạ. Thì những cái này thì thật sự các anh chị biết rồi, trải qua những cái năm tháng mà cũng như anh chị em mà Quý và Minh Hằng đã tìm hiểu cái cơ hội này, thì cái thời gian này đối với Quý thì nghĩ là sẽ không còn nhiều nữa các chị ạ. Sẽ không còn nhiều nữa. Khi mà bà tổng giám đốc bật mí, vì các chị biết rồi, trong kinh doanh bí mật luôn là bí quyết của doanh nghiệp, đúng không? Không bao giờ người ta tiết lộ, không bao giờ người ta tiết lộ ra những cái bí mật hay là cái bí quyết của cái công nghệ được. Nên là Quý thấy là cái công nghệ Unikai trải qua những năm tháng Quý tìm hiểu, thì Quý thấy là tất cả mọi thứ ngài chủ tịch đều làm trước và là nói sau. Nên là trong cái thời gian tới này thật sự là cũng là cái thời gian là cấp bách, cũng là cái thời gian cuối rồi. Lý cô chú anh chị là những người mà đang còn do dự thì hãy cho phép mình tìm hiểu cơ hội này sớm để còn cái cơ hội mà nắm giữ cái cơ hội này. Không như là các anh chị có những người gọi điện cho Quý bảo em ơi đúng không bạn không? Các chị ạ, bây giờ các chị sẽ thấy là vô cùng hối tiếc khi mà mình sở không có nắm giữ được Mutera. Và đặc biệt nữa là bây giờ mình mới hối tiếc là giá mình còn cơ hội lúc mà mình còn được gom thì mình gom thêm, thì giờ này đỡ hối tiếc. Nhưng mà sau này các chị cảm nhận được cái công nghệ Unikai này các anh chị còn cảm thấy cái sự hối tiếc nó còn lớn hơn rất là nhiều. Nên là rất mong cái sự coi như là anh chị hãy cho phép mình tìm hiểu cái cơ hội này. Rồi tiếp tục tàu lại trở về anh chị nhé. Tàu về, chị Trang. Hello, xin chào. Xin chào. Nay tàu lại trở về với anh chị ạ. Tàu đổi hướng ạ, đổi hướng. Đi lại trở về em Quý với lại em Hằng. Quay hướng ngược lại. I love you USD, I love you Indonesia và I love you Anatomy Unikai. Rất là vui các anh chị ạ. Khi mà được nhìn đi đâu mà cứ gặp tàu lần này mấy anh em lại hào hứng ý hưởng, rất là vui, mặc dù là cả ngày mấy năm ngày rồi rất là mệt rồi, nhưng mà cứ nhìn thấy tàu chạy là lại vui và hấn khởi. Trưa mai bằng giờ này thì tất cả chị em cổ đông của Việt Nam sẽ trở về nước các chị ạ, sẽ trở về nước và kết thúc là bay về rồi đấy, kết thúc một cái chuyến đi và tham quan cũng như
như là được trải nghiệm, như là được cập nhật những thông tin để mà mọi người đều biết được. À, xin chào 22.000 mắt xem trên từng Facebook của em Minh Hằng. Đọc vừa rồi thì anh Quý là người con của Hải Cường, Hải Hậu năm nay cũng đã chia sẻ cho cả nhà mình. Tiếp theo, một người anh mà em Hằng cũng lần đầu tiên được gặp anh và qua cái chuyến đi tại Beirut này anh chị ạ. Nhưng mà anh là người vô cùng đặc biệt. Mọi người có biết anh đến từ đâu không ạ? Cả nhà mình cùng con mình một chào đón một cổ đông vô cùng tâm huyết của Unica nhá. Mọi người cùng con mình con số 1 đi ạ. Con mừng con số 1 để chào đón anh, bởi vì anh may từ một đất nước mà chắc chắn là các anh chị em Việt Nam của mình chưa bao giờ đặt chân đến đâu anh chị ạ. Thật sự luôn, chưa bao giờ đặt chân tới. 30.000 mắt xem rồi. Vô cùng tuyệt vời, 30.000 mắt xem, lên 50.000 mắt xem đi, bởi vì này em sẽ tiết lộ một người anh nhỏ nhắn thôi. Có vẻ như là thấp hơn em tí thôi, nhưng mà vô đến từ một đất nước mà em Hằng cũng chưa bao giờ nghe nói. Chỉ có xem phim ở trên truyền hình Trung Quốc thôi, đúng không ạ? Đúng rồi, em chỉ xem phim ở trên đấy thôi. Vâng, và không để quý cô chú anh chị ăn đợi lâu nữa thì em xin được giới thiệu anh tên là Quang, cũng là chồng em cũng tên là Quang ấy ạ. Không biết là anh có cùng đường đời con số, chồng em là cùng đường đời con số 8. Anh thì không thuộc về con đường đời lắm. Anh thuộc về vâng. Anh không thuộc về đường đời lắm, anh không biết là những cái đấy như nào. Rồi. Anh thì là Quang, anh sinh năm 1986. Vâng. Rồi nhá. Em xin giới thiệu tới tất cả quý cô chú anh chị em. Ở bên cạnh em Hằng đây chính là một cổ đông vô cùng tâm huyết, một người anh bay từ Mông Cổ sang anh chị ạ. Cả nhà mình cùng con mừng Mông Cổ đi ạ. Đấy, vô cùng tuyệt vời, một người anh vô cùng tuyệt vời mà. Và anh sẽ chia sẻ cùng với cả nhà mình nhá. Trong cái chuyến đi vừa rồi thì anh bay từ Mông Cổ sang và em Hằng bay sang Bắc Kinh Trung Quốc, và anh Quang đã nhập đoàn cùng với đoàn của em và bay sang cùng đoàn từ Bắc Kinh sang Beirut anh chị ạ. Và anh chia sẻ cảm nhận của mình khi mà anh từ Mông Cổ sang đây tạm gác lại cái công việc làm của mình ở bên đó để có thể là dành 10 ngày ở nơi đây để cảm nhận cái, và anh cũng đã tâm huyết và cũng đã sở hữu nhiều triệu cổ phần USD để có thể là truyền cảm hứng, truyền động lực cho tất cả các anh chị ở nhà mình rằng là chúng ta đang là những người tiên phong và chúng ta đang đầu tư đúng nơi, đúng chỗ, đúng không ạ? Cảm ơn em. Xin cảm ơn anh chị em đang xem live của em. Minh Hằng. Em Minh Hằng. Dạ. Em Minh Hằng là một người rất là năng lượng. Em có những cái mà mọi nhiều người không nghĩ đến là em này có năng lượng như thế, vì nó xinh đẹp đấy mà năng lượng quá. Mọi người anh chị em có những người anh chị đi, mọi người anh chị em có khi nó trẻ hơn em Minh Hằng nhưng không có được năng lượng như em. Thì Quang xin giới thiệu là Quang là đồng của tập đoàn Unica và Quang đang sinh sống và làm việc tại Mông Cổ, là một cổ đông tâm huyết. Mình cũng chưa định hình được là nó sẽ tăng nhiều thế nào và cái cơ hội tiềm năng này nó có thật hay không, thì là mình cũng cứ cố gắng tìm hiểu và nó có đặt cho mình một cái mục tiêu là mình đặt chân đến đây để kiểm tra, không phải là kiểm tra mà đến để thăm và xem là cái số tiền của mình trước mắt, là xem cái số tiền của mình đầu tư nó có đúng mục đích hay không, rồi là cái số tiền của mình tập đoàn mang đi làm những công việc gì và để cho nó có những cái thành tựu cho những cái năm tiếp theo mà nó có thể là gia tăng cái tài sản của mình và gia đình mình. Đã. Thì đến đây thì những ngày đầu thì đến đây thì nó cái cảm xúc nó rất chi là vui vẻ, bởi vì là mình thứ nhất là trước mắt là mình khi đặt chân đến đây là được cái sự tiếp đón của tập đoàn và dần đó là được gặp những cái người con người mà là những tương lai sẽ là vĩ nhân của thế giới, đó là ngài Unica, và được gặp những được đi con tàu đang ở trung tâm thử nghiệm, mình mới thấy được là tất cả những gì mình được xem, được nghe và được nhìn thấy đến đây nó hoàn toàn là sự thật, mà nó không có một
thông tin mà những cái thông tin mình cập nhật được nó không có gì sai lệch so với lại so với đến đây là mình nhận được cái thông tin nó không có gì là sai, hoàn toàn là đúng so với những cái gì mình được nhìn thấy, được nhận được cái thông tin đấy, thì là và đồng nghĩa với việc đấy là mình cũng được thăm nhà máy sản xuất và thăm những cái tòa nhà mà có những anh kỹ sư nghiên cứu và đồng hành để phát triển cái con tàu. Thì đến ngày hôm nay thì mình thấy là nó là một cái con đường mình đã chọn, nó không thể nào nó đúng hơn được. Nó quá đúng rồi. Em muốn hỏi anh một chút được không? Bởi vì là cả nhà mình có nghe rõ âm thanh của anh Quang chia sẻ không ạ? Bởi vì là bên này mạng sẽ kém hơn, nhưng mà em muốn hỏi anh rằng là khi mà chúng ta đã đầu tư được đúng không? Vì trong số những anh chị em mà đang xem live của em Hằng thì cũng có những người đầu tư rồi. Nhưng mà em muốn hỏi anh rằng là vậy thì chúng ta có nên dừng lại ở cái việc mà chúng ta chỉ là người đầu tư thôi không? Hay là chúng ta đã nhìn thấy sản phẩm thật, con tàu thật ở đây và doanh nghiệp thật ở đây rồi, ngay sản phẩm thật rồi đúng không ạ? Thì anh có muốn giữ cái cơ hội này chỉ cho riêng mình nữa hay không? Hay là anh muốn khi mà anh về đến Mông Cổ rồi thì anh có lan tỏa giá trị này cho những người thân của mình, những người anh em cũng là người Việt mà đang đi làm ở nước ngoài, đặc biệt nhất là anh đang làm ở Mông Cổ, một đất nước rất là xa quê hương của Việt Nam của mình, thì anh có mong muốn anh sẽ chia sẻ và lan tỏa cho mọi người nắm bắt và sở hữu cơ hội này không? Cái điều này thì anh cũng biết là đây là điều cái nghề của mình, tương lai nó là nghề rồi, mình xác định đặt mục tiêu đây là cái nghề của mình trong tương lai, mà là bây giờ là và bây giờ và trong tương lai. Thế thì mình bán câu chuyện, mình trao giá trị, thì mình trao cái giá trị nào để cho nó cái giá trị này nó mình như kiểu mình bán cái giá nó cao hơn ấy, bán giá cái câu chuyện của mình nó cao hơn. Thế là mình bằng làm mình cũng đi bán hàng, thì mình bán sản phẩm thì mình nhận về cái giá trị bao nhiêu và mình bán cái cơ hội cho mọi người và để cho mọi người cùng giàu có, mình giàu có, mọi người cũng giàu có, thì đây là một cái điều tốt mình nên làm. Mình nên làm và mình muốn mọi người cùng đồng hành với mình để giúp đỡ mọi người. Đi được 16 km. Đúng rồi, đi được 16 km. Còn ô tô điện thông thường là sẽ đi là 26 km. Nên là phải đi cùng cái năng lượng. Cùng cái năng lượng 15 km/h điện đấy. Đúng rồi. 15 km đấy là thì chạy được 16 km. Đúng rồi. Đấy. À giảm rất nhiều.
nhiều, giảm đâu đó rất là nhiều luôn, tiết kiệm được rất là nhiều năng lượng. Cái xe điện thì là người ta sẽ xe điện là 1 km chạy xe điện, xe ô tô điện là tiêu thụ hết 16 kW. 26 kW điện. Đúng rồi. Còn ở đây là 1,5 kW điện chạy được 16 km. Đấy, thông tin này là thông tin chuẩn nguồn. Thông tin chuẩn nguồn và em lấy từ thông tin check từ công ty của mình. Đấy. Đó cái là cái sự được về ít. Đấy, cho nên là khi mà em biết được cái thông tin này thì em muốn chia sẻ cho tất cả quý cô chú anh chị em. Và em đang chứng kiến ở đây. Em chào anh Hiển nhá, xin chào. Chào anh nha, cho anh xin phép chào anh chị em của em, Minh Hằng. Anh xin làm anh đi cùng anh chị em. Vâng, ok anh, em cũng di chuyển đây cả nhà mình ạ. Vâng, chào, xin chào chị Phượng nha, xin chào tất cả anh chị em. Cả nhà đợi em một tí. Tiếp tục là em sẽ di chuyển đến khu vực mà bây giờ này đi xem. Bên cạnh em đây chính là nhà Eco House các anh chị ạ. Đây. Bên cạnh em đây sẽ là nhà Eco House. Mà em vào nhà thì rất là bất ngờ anh chị ạ. Ấm cực kỳ luôn. Và trong nhà thì trồng rất là nhiều cái loại cây, có cả cây xanh, cây đu đủ, các loại cây mà khác nhau. Khác nhau đấy, vào nhà thì rất là thơm, nhà Eco House ấy. Đấy, ngôi nhà này sẽ sau này tương lai sẽ đưa ra ngoài trái đất các anh chị ạ. Và trên mái nhà ấy thì sẽ sử dụng năng lượng điện mặt trời. Đấy, trên mái nhà sẽ sử dụng năng lượng mặt trời. Và trên đó thì cũng có trồng rất là nhiều loại cây. Đấy, có một cái loại bí rất là quả rất là to. Đấy, các loại cây khác nhau ở trên đó. Và ở nhà Eco House đó thì chúng ta sẽ đây bên mình xa xa nha, xa xa thì em thân kia chính là nhà máy mùn sinh học. Đây nhà máy mùn, bên này sẽ là nhà máy mùn nha, bên trong kia sẽ là con tàu đi bộ rất là rộng luôn các anh chị ạ. Mọi người cùng theo chân của em Hằng đi ngắm ở đa bên kia chính là vườn thú này, bên trong kia là nuôi thú, khu du lịch đấy. Rồi, bên nhà Eco House nhá các anh chị, trên nhà trên ở trên là vẫn có rau quả, rau này, cây cối này, trên đấy em lên rồi, trong này vẫn có các phòng làm việc. Trồng cây ở trên mái nhà. Ở Việt Nam nhà mình cũng rất là hiếm. Trên kia có quả bí rất là to anh chị ạ. Rất là hiếm luôn. Đây là một cổ đông của Hải Lý. Đây xa xa kia chính là vườn táo các anh chị ạ. Mọi người có muốn em đi vườn táo để quay cho mọi người xem không ạ? Ôi con tàu online nó xa lắm, phải đi bộ lên trên tận trên kia thì mọi người. Em sẽ quay cho mọi người nhìn thấy điểm cầu. Mạng kém à? Chắc là em di chuyển nên là mạng kém đấy. Hay là em tắt đi đã nhá. Em tắt đi để em đi bộ lên trên rồi là em đi bộ lên trên rồi để lên trên đấy rồi em phát trực tiếp cho mọi người nhá. Tại vì em di chuyển là mạng sẽ bị kém ấy. Hẹn mọi người ở livestream tiếp theo nha. Mọi người cùng theo dõi livestream của em trong ngày hôm nay nha. Em sẽ tạm thời tắt đi. Tại vì khi mà mình di chuyển thì mạng hơi kém ấy. Cậu bé người Nga virus này. Hello. À đừng tắt hả? Ok. Thế vợ không tắt nhá. Vợ không tắt để vợ quay cho anh xem nhá. Đây, bây giờ em sẽ đi bộ lên trên điểm cầu đầu tiên của tàu Unai. Còn vừa rồi, không phải tắt à? Cháu thấy mọi người cũng ao nhiều rồi. Bây giờ là cháu sẽ di chuyển lên điểm cầu đầu tiên nhá. Vừa nãy là mình đứng ở cuối của tàu Unai rồi, bây giờ sẽ là lên trên điểm cầu đầu tiên. Đây, khu vực đi bộ đi qua. À, khu vực du lịch này. Đó, xa xa kia chính là vườn táo ạ. Đây là nhà máy thu hoạch táo đấy ạ. Đấy, nhà máy thu hoạch táo.
Và trong năm nay thì đã thu hoạch được 100 tấn táo rồi các anh chị ạ. Em chưa chị ơi. Em chưa về ấy, em chưa về ạ. Hôm nay ngày mai mới về chị ạ. Ngày mai tối mai em mới bay ở từ Min về Bắc Kinh và từ Bắc Kinh về Việt Nam của mình chị ạ. Và ngày hôm nay em sẽ có một ngày tận hưởng ở đây nữa. Ôi nắng rồi, nắng đẹp quá. Em rất là may mắn kia sao mà hai ngày hôm nay thời tiết rất là nắng để có được cái thước phim vô cùng đẹp về cho cả nhà mình. Vâng, em sẽ không tắt đâu, em sẽ đi chậm thôi để quay lại cho mọi người xem nha. Hello. Bên này mọi người cũng mến em Hằng lắm. Giám đốc Mùn rất là thích đi cùng em Hằng để chụp ảnh, xin chụp ảnh cùng em Hằng. Kiểu mình cũng vu te nhí nhảnh á. Vâng, em chào chị Tuyền. Hôm nay khách du lịch đông thế nhở? Rất là nhiều xe di chuyển đến đây luôn các anh chị ạ. Đấy, và khi mà họ đến đây du lịch thì là cũng có một phần lợi nhuận chảy về công ty của mình. Đó, họ chỉ là những người đang đi hưởng thụ thôi, nhưng mà ở cổ đông của em Hoàng này vừa đến đây tham quan, vừa đi du lịch, nhưng mà chúng em lại có cổ phần của cái công nghệ này nữa thì có phải là điều tuyệt vời không ạ? Đúng rồi, nhà rất là nhiều xe luôn các anh chị ạ. Em quay cho mọi người xem là hôm nay nhiều xe du lịch luôn. Chưa? Rất là nhiều xe luôn. Đấy, người ta đến đây người ta du lịch đó. Người ta đi tiêu tiền thì tiền sẽ chảy về các cổ đông. Anh chị nhỉ? Ôi, em chia sẻ cho mọi người một tí nhá. Dạ đúng rồi cô ạ. Hôm qua thì em Hằng có đi trung tâm thương mại ở Min ý. Trời ơi, đồ rất là rẻ luôn. À, sữa rửa mặt, sữa tắm, tẩy da chết. Có mấy chục nghìn à, có 30-40 nghìn thôi anh chị ạ. Trời ơi, mà rất là cái gì nhỉ? Mà những cái đấy là nó gọi là best seller ấy. Best seller ở bên Nga luôn. Mà chỉ có 3 rúp với lại 4 rúp một cái chai sữa rửa mặt. Anh chị rất là rẻ luôn. Ôi trời ơi, em Hằng mua được 2 chai nước hoa các anh chị ạ. Mua được 2 chai nước hoa mà nó thơm mà nó sang. Trời ơi, còn lại rẻ nữa chứ, có hơn 400k một chai thôi các anh chị ạ. Có hơn 400k một chai nước hoa thôi. Rất thơm, nó xịn. Nếu mà về Việt Nam của mình phải đâu đó phải 1,5 triệu, 2 triệu gì đó. Em Hằng mua được 2 chai nước hoa rất là rẻ. Và ngày hôm qua, từ hôm qua đến giờ là các anh chị bảo khen sao cái mùi nước hoa nó thơm thế. Em Hằng rất là may mắn khi mua được 2 chai nước hoa ở đây. Mà chỉ có tính ra tiền Việt là chỉ có hơn 400 nghìn thôi. Rất là mê luôn. Đồ bên này, mỹ phẩm rất là rẻ. Rất là rẻ nói chuyện. Và chai mùn ở bên này chỉ có 2,7 đô một chai mùn thôi đây chị ạ. Mùn ấy, chai mùn lỏng ấy chỉ có 2,7 đô. Ôi, em mỏi tay quá, cả nhà mình đợi em một tí. Đây mọi người đang di chuyển, em di chuyển nhá, mọi người đừng rời like nhá. Mọi người đừng ra like. Hello Việt Nam. Mọi người có muốn xem những cái thước phim mà đây là em đến bảo tàng này. Xem những thước phim mà tàu online chạy không ạ? Sắp đến giờ đóng cửa ấy. Phải đi nhanh. Em chia sẻ tiếp vào cả nhà mình nhá. Đấy, ở bên này mỹ phẩm rất là rẻ. Đấy, đồ trang điểm make up rất rẻ luôn. Đấy, son cũng rất là rẻ. Nhưng mà son thì đa số sẽ là son những cái màu của Tây Âu, sẽ không phù hợp với người Việt Nam của mình mấy. Nhưng mà đồ mỹ phẩm, mặt nạ hay là sữa rửa mặt thì rất là rẻ luôn. Và gọi là best seller của người châu Âu. Và ngay sẽ thấy rằng là người châu Âu bên này người ta rất là trắng, rất là mịn. Và hầu như là không có mụn hay có nám đâu các anh chị ạ. Rất là hiếm luôn. Đấy, trẻ con bên này rất là đẹp, rất là xinh, rất là dễ thương nữa. Không có mụn, có nám nhiều đâu. Hầu như là ai cũng đẹp ấy.
ai cũng đẹp. Nhưng mà nếu mà ai mà đi nhiều đến đây rồi thì mới biết là ai là người đẹp thật sự và ai là người đẹp bình thường. Em sắp đến rồi đây. Đây, em quay cho mọi người xem nhá. Đây, anh Quý đã ra đây rồi. Đây là nhà hàng một Potro, nhà hàng 5 sao ở trung tâm nhà mình đấy ạ. Dạ, ăn đồ uống rất là ngon và đa số là đồ uống, đồ ăn uống nhà mình là toàn dùng mùi Nutella. Đấy, mọi người nhìn thấy hoa nhá. Nhưng mà để em quay mọi người điểm tàu hôm nay đã. Quay chưa? Chiều nay á? Nên mọi người cho mọi người đi xem ngựa nhá. Nhưng mà chiều nay có ấy đâu. Ngựa đã thả đâu. Rộng mà chỗ em đi bộ mỏi chân. Ngày nào tối nào về cũng đau hết cả chân luôn. Hôm trước đi cao gót, may mà hôm trước đi cao gót ấy, về đau hết cả chân, đôi giày cao gót dài dài của em ấy. Đây này, hoa nhỉ. Hoa mỹ phẩm. Đó, mọi người nhìn rõ chưa ạ? Mỹ phẩm mà chị rất là thơm. Thơm lắm. Đẹp quá. Chào bạn Huyền nhá. Anh chụp cho em một tấm. Vừa tranh thủ là em Hằng khi mà mọi người đi á, lên hãy nên mang hai cái điện thoại mọi người nhá. Một cái điện thoại để chúng ta livestream, một cái điện thoại để chúng ta chụp ảnh anh chị ạ. Thì là chúng ta vừa cầu truyền hình trực tiếp về cho các anh chị mà vừa lại có những cái thước phim để chụp ảnh. Đây em Hằng mang hai cái điện thoại luôn. Em Hằng có một cái lưu ý cho cả nhà mình rằng là chúng ta đi là chúng ta hãy mang hai cái điện thoại. Chúng ta mang đồ bên trong là đồ mỏng thôi, còn bên ngoài thì là đồ red thì chúng ta sẽ có những hình ảnh rất là đẹp. Đấy. Ai mà không đem đồ red đi là sang đây là xuống hết ạ. Tại đó. Cả nhà mình đợi em một tí nha. Nhưng mà vào trong phòng thì đấy cực kỳ mát luôn chứ bạn. Wow, đẹp quá. Kim chi. Ok. Cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người, lại là Minh Hằng đây. Và sau đây của em Hằng. Đây là một cái tờ mặt đẹp luôn này. Đây. Đây, sau Minh Hằng em chính là tàu U Lai đấy anh chị ạ. Họ chưa thả ngựa ra nhỉ? Họ chưa thả. Đây, ra cho mọi người xem ngựa đi. Con ngựa coi như là hiếm ở thế giới. Đây các chị thấy từ xa xa bên kia các công nhân người ta vẫn đang làm việc miệt mài. Đấy, các công nhân người ta đang làm việc. Cái này ở đây người ta làm theo ca các chị. Đẹp quá, ảnh đẹp quá. Mọi người ơi, nhìn ảnh đẹp chưa kìa. Mai cháu về rồi. Ở trên này, ở bên này đúng là mỹ phẩm rất là tuyệt vời luôn. Rất là rẻ luôn. Tuyệt vời luôn. Đây. Nhà hàng làm sao? Mình ơi. Cho mọi người đi xem em bé ở Minh Nga như thế nào nhá.
chào. Xin chào. Em bé ở bên Nga dễ thương ghê. Thương chưa nhớ. Thế làm mình nhớ con của mình nữa luôn các anh chị ạ. Chào. Này khách du lịch đến tham quan đây. Hello. Là bố, ở đây là mẹ. Xong rồi bên này là cơm mẹ của mình đây này. Đây cái nơi mà các anh chị em hay câu cá này. Đấy, mọi người thường thấy các lãnh đạo hay câu cá ở đây đúng không ạ? Ngoài đây cho mọi người xem đi. Đang ở đây. Đi ra ngoài đây nhá. Mọi người ơi, sao chưa đang ở đây này. À có người rồi, có người. Tới mọi người xem vừa nha. Hôm nay lại là một ngày đi bộ mỏi chân các anh chị ạ. Ở đây ngày trước ấy chỉ là một cái bãi đất hoang thôi các anh chị ạ. Còn có mua đây là nơi diễn tập bãi xe tăng thôi. Nhưng mà sau 9 năm qua, gần 10 năm qua, đây đã trở thành một cái nơi mà đáng sống, một cái nơi thu hút khách du lịch người ta đến tham quan, người ta trải nghiệm. Đây là nơi mà trình diễn công nghệ của mình các anh chị ạ. Đó, rất là tuyệt vời. Rất là rộng, đi bộ là cũng gọi là phê. Chị chào Nhi xinh đẹp. Chào tất cả mọi người. Mọi người có cảm thấy thế nào khi mà nhìn thấy con tàu Ulai chạy và nhìn thấy những thước phim thực tế miếng Hằng cầu truyền hình cho cả nhà mình. Các anh chị em phải nhắn tin cho Hằng thì Hằng mới biết được là cái nhu cầu của mọi người như thế nào. Nếu mọi người đang có chỉ có những cái khoản tiền dư giả ít thì em sẽ biết nhu cầu của mọi người thì em sẽ tư vấn cho mọi người. Nếu mọi người có nhiều tiền thì em sẽ tư vấn cho mọi người theo cách là mọi người có nhiều tiền. Bởi vì sao? Bởi vì có hàng trăm người thì em không thể biết được hết cái nhu cầu của mọi người đúng không ạ? Nhưng mà mọi người nhắn tin riêng cho em Hằng thì khi mà em đã biết được nhu cầu của mọi người, tình hình kinh tế của mọi người như nào, thì Hằng sẽ tư vấn cho mọi người để làm sao mọi người có ít tiền thôi nhưng mà mọi người cũng có thể là nắm bắt và sở hữu của phần doanh nghiệp này các anh chị ạ. Vì sao? Bởi vì công ty của mình là một cái cơ hội là vô cùng độc đáo nên là rất là linh hoạt, số vốn nhỏ các anh chị cũng có thể sở hữu với người bình thường. Nhưng mà các anh chị, các bạn sinh viên hay là các anh chị em thì đang đi làm công nhân mà lương thấp thì các anh chị có thể là bỏ ra 250 đô mỗi tháng, 50 đô đâu đó là 1,2 triệu thôi. 1,2 triệu thôi các anh chị cũng có thể sở hữu cổ phần doanh nghiệp này rồi mà. Đó, 1,2 triệu một tháng, trong 5 tháng là anh chị em đã có thể sở hữu là 17.500 cổ phần của vận tải công nghệ dây Unikai rồi. Và anh chị em quên đi một vài năm, sau đó số tiền đó sẽ giúp em sẽ tăng trưởng lên rất là nhiều lần. Và các anh chị em lúc mà công ty lên sàn thì mọi người có thể bán cái số cổ phần mọi người mua đi đó, và mọi người thu lợi nhuận về. Còn nếu không thì mọi người sẽ để đó, để cho cái số tài sản nhưng mà người ở đây rất là hiền nha, hiền nha. Đây là trang trại ngựa đây các chị ạ. Sang bên này mình có thời gian nhờ mình đưa con cái của mình cùng với gia đình của mình vừa đi trải nghiệm công nghệ, vừa đi tham quan du lịch nhờ. Màu trắng này, màu xám này.
Em chào chị Huyền. Chào hai chị Huyền ạ. Xin chào 12 chị xem. Em đang đi xem trang trại ngựa đấy ạ. Đấy, khi mà họ cưỡi ngựa thì là cũng có tiền chạy về cho chúng ta. Đúng rồi. Vô cùng tuyệt vời. Đây, đây là ngựa đen, ngựa màu nâu. À, xem bên này nữa anh ơi. Đây là tên là đây là con ngựa số mấy? Số nha, ngựa số 2. Nào mình sẽ sang trang trại số 3. Ui, con ngựa này có vẻ là màu nó đậm hơn nè. À, nhiều thế nhỉ. Trang trại số 3, trang trại số 4. Đấy. Mẹ này một con nữa. Rất là nhiều luôn. Ừ, có 4, vậy là có 4 trang trại, nó có 5 trang trại. À, bên này nữa này. Minh Hằng sẽ cho mọi người xem ngựa online. Con ngựa này bé hơn này. Đó. Xin chào. Ôi, tóc em bay tứ tung. Tóc em bay tứ tung hai chị ạ. Ốm mất rồi. Là chị Phượng nha. Mọi người cùng theo chân em Hằng à. Anh Bình về đến nhà rồi chị Phượng nhở. Tớ chào cô Thương Vũ. Mọi người cùng theo chân Hằng đi xem ngựa này. À, cắt tóc cho mà. Để cho mọi người xem ngựa này. Cắt tóc cho. Chúng có xin theo không? Dobry. Hello. Hello. Как дела? Actually, Okay. Thank you. Ai là họ bảo là mình muốn cưỡi ngựa thì ai lai lai ngựa vì ngựa tóc tóc nè, đấy ngựa tết tóc nè, tóc cả hai bên cả trên bờ. Thôi tiếp tục anh ơi, tiếp tục hành trình đi cứu nước. Em Hằng và anh Cú đây đang ở bên nước ngoài hành trình đi cứu nước anh chị. Đây, các công nhân kỹ sư đang ngày đêm làm việc của chúng ta đây. Không phải là không phải đến là họ mới làm việc ở ngày đêm. Không có ở đây họ cũng làm ngày đêm xuyên đến xa mà cái nơi đây là một nơi đáng sống, thu hút khách du lịch của đến đây rồi. Khi mà người ta đến đây du lịch thì là này, trong này này có ngựa con đây. Không biết đây là đâu, không phải. Ta vào xem bà này ngựa đẻ trong này. À, ngựa đẻ trong này á? À, buổi tối là họ sẽ đem ngựa vào đây. À, đem ngựa vào đây. Buổi tối họ sẽ đem ngựa vào đây để cho nó ấm. À, đúng rồi, không ở ngoài thương hại quá à. Nhá. Ở ngoài có mặt rét lắm. Chuồng vậy họ đem hết họ có. Chuồng. Ừ. Ở đây cũng thương mấy. Giống như được không ạ? Tiếp tục. nếu mà để một ngày đi bộ hết là cũng khá là khó khăn đấy các anh chị ạ. Thank you.
người không ạ? Đấy, mọi người sẽ cùng cho chân em Hằng khám phá ở trong đây có gì nhá. Rồi nhá. Đây này, em đã đến đi qua tàu U Lan ạ. Đây các anh chị ạ, khi mà chúng ta sang bên này để mà chúng ta có những thước phim ấy thì chúng ta nên chuẩn bị cái cây gậy như này. Anh ơi, anh có thể cho mọi người xem cây gậy, anh quảng cáo cây gậy này được không? Không sao đâu, anh có thể quảng cáo cây gậy này được không? Bây giờ mọi người là đi, nếu mọi người đi nước ngoài ấy, thì mọi người đi du lịch, mọi người nên chuẩn bị một cây gậy như này. Và đa số em họ đang dùng cây gậy để có thể live stream và tự quay video cho chính bản thân mình. Một cái chuyện rất là tiện luôn. Với cây gậy này nhá, chỉ cây gậy này chỉ 280.000 thôi, ở nhà mình ạ, rất là rẻ luôn. Nhưng mà nó lại mang đến cho chúng ta rất là nhiều những thước phim vô cùng quan trọng tại đây anh chị ạ. Đó, em Hằng đã. Mọi người muốn mua ở đâu? Mọi người muốn mua ở đâu thì nhắn tin cho em Hằng này. Chỉ có 280.000 thôi. Đây là một cái công cụ để giúp cho các anh chị em cổ đông Việt Nam của mình lưu lại những thước phim đi tàu này, hay là ở dưới tàu này, hay là đi livestream này, hay là ghi lại video là đều nhờ cái công gọi này hết anh chị ạ. 280.000 thôi nhưng mà rất là hữu ích luôn, rất là hiệu quả luôn. Có thể là mình comment đi ạ. Comment đi, em đang đến đó. Điểm cầu đầu tiên của online này. Ơ, thuê xe đi thôi. Thuê hoa này. Nhiều loại hoa. Mọi người nóng hay là đến giờ ăn cơm rồi. Đây, bọn cho mọi người xem nha, rõ hơn này. Điểm cầu đầu tiên khi mà tất cả đoàn du lịch người ta đến đây thì điểm cầu đầu tiên sẽ là con tàu này này. Đây chị ạ. Đây. Quả bí rất là to. Đây chị ơi, bí to, to là mấy cái đầu của mình luôn. Ui, con này là 46kg đây các anh chị ạ. Đấy. Hình như tàu đang chạy. Tàu về rồi các anh chị ơi, tàu về. Tàu về. Bắt đầu vào ga rồi các anh chị nhé. Đấy, tàu bắt đầu vào sân ga. Rất là êm du luôn. Đây. Đây, tàu vào ga nhá. Đây. Thì comment đi ạ. Comment và chia sẻ livestream đi ạ. Livestream trực tiếp luôn chẳng phải mình nhá. Không có gì bằng trực tiếp này chị ạ. Mắt nhìn thấy, ngửi thấy, sờ thấy luôn anh chị ạ. Vô cùng tuyệt vời. Khách du lịch nhá. Khách du lịch người ta sẽ đến nhà hàng 5 sao nên người ta ăn ở đây, đúng không ạ? Và người ta sẽ được thưởng thức là món ăn của công nghệ của mình này, công ty của mình này. Bên cạnh đó thì mọi người sẽ được ngắm tàu nữa. Đấy, và bên xa xa là trên các đường ray là bảo tàng công nghệ của mình này. Rồi, và đây này. Rất là rộng luôn. Bên kia là đại lộ Danh Vọng các anh chị ạ. Đó, người khách du lịch người ta sẽ ngồi ăn sáng bên này. Ăn sáng, ăn trưa, có thể là ăn tối ở đây. Và mọi người là sẽ được ngắm tàu. Đấy, mọi người muốn đi sang khu vực ở bên nghỉ dưỡng kia, mọi người có thể là lên tàu, lên nhà ga. Đấy, xong rồi bắt đầu đi lên tàu. Đó, rất là tiện luôn. Mình ở đây, khi nào mình ở đây mình canh thì lúc mà tàu về nữa nha anh nhở. Ok. Ờ đây, quay video ấy. Rồi nha. Rồi nha. Chân mở ra nhá.
Và bây giờ thì là em sẽ kết thúc cái buổi livestream ở đây nhé cả nhà mình. Em Hằng cũng đã dành 2 tiếng để có thể livestream trực tiếp cho cả nhà mình rồi. Bây giờ thì em sẽ không livestream nữa mà ghi lại video, vì video nó sẽ lưu lại rất là lâu. Lát nữa tàu về thì quay lại video các anh chị ạ. Rét lắm chị ơi. Em mặc như thế này là hơi bị lạnh này. Mặc cái này là lạnh đấy. Tóc bay tới tả rồi. Em chào chị Tâm. Xin chào chị Út Hiểu. Chào tất cả các anh chị em. Thời gian của mình bây giờ là mấy giờ ạ? Em đang có mặt, em đang đứng trước điểm cầu đầu tiên của con tàu Ulai. Và ngày hôm nay thì là công ty của mình đang gửi chạy tàu tiếp, nên là sẽ đứng ở đây đợi tàu về để có những cái thước phim đẹp nhất cho cả nhà mình xem nhá. Nhà mình đợi một phút nhá. Phải đến mấy phút đấy, mình đang về đường cuối rồi. Đưa cho gặp em vui cái, em vui đang bảo như em chào chị Minh Nghĩa, chào tốc chị Minh Nghĩa, xin chào các anh chị em đang xem live của Minh Hằng. Cả nhà mình ơi, cả nhà mình muốn xem lại tàu online không ạ? Cả nhà mình muốn xem lại tàu online thì cả nhà mình hãy chia sẻ livestream này của em Hằng đi. Em Hằng sẽ cho mọi người xem cái khoảng khắc khi mà con tàu online này về nhà ga nhá. Đó, mọi người sẽ được nghe âm thanh của nó như thế nào. Đấy. Em chào lãnh đạo anh Nguyễn Cao Cường. Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ thì em Hằng đang rất là lăng nưởng bởi vì đang đợi tàu về để quay lại thức phim cho mọi người. Em đợi mọi người là em một chiếu. Nó rất là nhiều những cái nguồn tiền. Thấy không? Em một xíu. Đấy, mọi người đang đợi đây các anh chị ạ. Đang đợi. Em chào chị Thanh, chị Thanh không phải chị. Đấy, chị Thanh còn đã cập nhật thông tin mà ngày hôm qua em Hằng đã chia sẻ cho cả nhà mình chưa? Đó, bà chủ tịch cũng đã chia sẻ cho cả nhà mình rằng là chỉ cần có một dự án thương mại thôi là chúng ta sẽ kết thúc giai đoạn 10 năm các anh chị ạ. Nên là cơ hội để mà sở hữu thêm cổ phần không còn nhiều nữa. Nên là thời điểm này chúng ta hãy tập trung để làm sao mà không chỉ gom cổ phần cho bản thân mình mà giúp cho những người thân của mình cũng có cơ hội cổ phần này các anh chị. Đấy, và sản phẩm thật, con người thật, mọi thứ rất là rõ ràng rồi. Chỉ là có một cái giải pháp nào để cho chúng ta sở hữu cổ phần đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta chỉ trở thành nhà đầu tư, nhưng mà chúng ta còn có một cái giải pháp ở đây nữa, chúng là chúng ta có thể là làm đối tác gọi vốn cho chương trình. Thì cái việc mà chúng ta làm đối tác ở đây là nó rất là bền vững, và chính sách của quỹ SNC thì không áp lực doanh số này đấy, và chính sách lâu dài này. Cái tiếp theo nữa là chính sách của quỹ SNC thì là rất là tuyệt vời. Chính sách của quỹ SNC rất là tuyệt vời đấy, và đặc biệt nhất là chúng ta sẽ được hợp tác với một tập đoàn quốc tế. Các anh chị em đang làm công việc nào mà nếu mà chúng ta được hợp tác với một công ty, một tập đoàn quốc tế thì chúng ta sẽ kiếm tiền đô mang về Việt Nam của mình các anh chị ạ. Đấy, chúng tôi đang là những người Việt và chúng tôi đang đi kiếm tiền đô mang về Việt Nam của mình. Bởi vì sao? Tiêu tiền đô, kiếm tiền đô, tiêu tiền Việt sướng lắm các anh chị ạ. Cực kỳ sướng. Nếu các anh chị là quy ra tiền Việt của mình, một đô là 24-25.000 Việt Nam đồng đúng không ạ? Đấy, chúng ta có 100 đô thôi thì quy ra tiền Việt là chúng ta đã có 2.600.000 rồi. Cái tiếp theo nữa là chúng ta sẽ được làm việc với các lãnh đạo là những người mà họ rất là giỏi, họ đã rất là nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính, họ đã trải qua bao nhiêu chu kỳ về tài chính rồi, cũng có thất bại, cũng có mất mát, cuối cùng chỉ còn lại mỗi công nghệ vận tải dây USD là trường tồn các anh chị ạ, nó còn bền vững. Gió to quá nó bay mất điện thoại đấy. À, tiếp theo nữa là khi mà các anh chị đầu tư vào đây, một là các anh chị làm đối tác cũng như là các anh chị coi đây là sự nghiệp đúng không ạ? Hai là các anh chị không làm việc ở đây như giống như Hằng, giống như các cổ đông, giống như các đối tác tâm huyết đi, thì các anh chị có thể là trở thành nhà đầu tư các anh chị nhá. Các anh chị có thể là trở thành nhà đầu tư. Các anh chị em đợi một tí, tàu đang về đấy ạ. Tàu đang về và em sẽ thay điện thoại. Các anh chị em đợi một tí nhá.
tàu đang về nên là em sẽ phải thay điện thoại. Đúng chị ạ? Đó. Đây, con tàu online đang về rồi các anh chị ạ. Em cho mọi người xem nha. Đây, con tàu online đang về rồi đấy ạ. Em Hằng rất là may mắn khi mà có rất là nhiều những cái thước phim luôn. Em đảm bảo với các anh chị rằng là các anh chị sẽ xem em Hằng cập nhật rất là nhiều những cái video mà rất là nhiều anh chị em chưa có đâu các anh chị ạ. Đây, phát trực tiếp cho cả nhà mình ạ. Cả nhà mình chia sẻ live stream rộng rãi đi ạ. Chia sẻ live stream rộng rãi đi. Để là mọi người nhìn thấy chị Thanh nhá, chị Thanh ơi. Thực sự là đây này, hôm nay chị Thanh được nhìn thấy sản phẩm thật của công ty của mình đang chạy đi ạ. Đấy, chị thấy là có tuyệt vời không ạ? Nên là chị em mình ấy đã biết tới nhau rồi, mà cũng chị cũng đã sở hữu cổ phần rồi. Nên là chúng ta hãy nghiêm túc của chúng ta tìm hiểu nhá. Chúng ta tìm hiểu để giúp cho nhiều người chúng ta cũng nắm bắt cái cơ hội sở hữu cổ phần này chị ạ. Tớ đang đi cùng đấy ạ. Xin chào. Hello, hello, hello. Em đứng dưới là không sao hết nha. Là công ty cho cổ đông Việt Nam của mình lên tàu nhỉ anh nhỉ? Đấy. Xin chào tất cả các chị. Đây. Nhà ga của. Wow. Xin chào. Để cho tất cả các chị là những người ảnh thật nhất. Đó, con tàu đang Việt Nam, Menu, xin chào. Đầu bên kia. Và đây cũng là một cái minh chứng rằng tất cả những số tiền mà quý cô chú anh chị đã tin tưởng quý cũng như là đã đồng hành với quý trong suốt thời gian qua. Và tất cả những số tiền của tất cả quý cô chú anh chị đã được đến đúng đây rồi. Và đây là tuyến đường thương mại đầu tiên, con tàu Ulai. Quá là tuyệt vời, quá là đẳng cấp các anh chị ạ. Xin chúc mừng tất cả quý cô chú anh chị nhé, là những người quá là tuyệt vời, là những người đã đi đầu xu hướng, đã nắm bắt được cái cơ hội này. Tương lai của chúng ta sẽ đỡ khổ, đỡ vất vả và sẽ trở nên cuộc sống tươi đẹp hơn. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Xin chào và tạm biệt. Quá tuyệt vời, anh Quy chia sẻ hay quá. Rồi và nhìn rất là vê đúng không ạ? Những cái gì mà em Hằng cũng đã chia sẻ tới cả nhà mình, có tàu Ulai rồi, có tàu Uber 04 bên này rồi đấy. Bây giờ là rất là em muốn là tắt like rồi các anh chị ạ, nên là cả nhà mình thông cảm nhá. Và em hẹn mọi người những buổi live stream tiếp theo. Cảm ơn tất cả các anh chị em đã tương tác cũng như là ủng hộ live stream này của em Hằng để tới cho rất là nhiều người biết tới cái live stream này của em Hằng. Đã, em xin chân thành cảm ơn các anh chị em đã dành tình cảm yêu mến cho em Hằng nhá. Vâng, xin chào mọi người, bây giờ là em đi ăn trưa đây ạ. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại ở Việt Nam của nhà mình nha. Vào ngày 19 tháng 10 sẽ có một sự kiện bùng nổ của team hành trình Thịnh Vượng. Nên các anh chị em muốn tham gia để mà nắm bắt thông tin từ các lãnh đạo thì cả nhà mình cùng tham gia đăng ký form để mà tham gia vào ngày đặc biệt nhất là ngày 19 tháng 10 của team hành trình Thịnh Vượng nha các anh chị ơi. Và xin chào và hẹn gặp lại.